Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Hùng sẽ chia bạn một kỹ thuật tẩy một mình nha cả nhà. Tẩy một mình luôn. Một cái đầu. Nhưng mà lát nhộm hai mình nha cả nhà cho nhanh. Các bạn hãy dùng phương pháp giặt đồ đi ạ. À. Trước khi giặt đồ các bạn phải chải tóc suông thẳng nha. Phải chải tóc suông thẳng. Với mái tóc này á, Hùng chỉ làm 3 lớp. Giặt 3 lớp thế. Đấy. Chà dạ, chà rất là nhanh. Thì mái tóc này đã có uống rồi cả nhà, đã có nhuộm màu nâu đồng rồi cả nhà ơi. Thì tẩy nó rất là nhanh lên cả nhà ơi, nên Hùng không cần phải đắp no cả nhà ơi. Không cần phải đắp no. Vì sao các bạn hỏi Hùng? Anh Hùng ơi, tại sao em tẩy tóc mà em tẩy 5 lần chưa trắng nữa anh Hùng ơi? Thứ nhất là các bạn đi oxy quá thấp, oxy 3, oxy 6. Thuốc các bạn quá yếu. Cái thứ ba các bạn pha oxy quá nhiều. Cái thứ tư các bạn bôi thuốc quá mỏng. Thì trước tiên mình muốn đạt được cái level tẩy tối đa đối với tóc khỏe thì các bạn đi oxy 30 đến 40V. Tối đa là 40V. Các bạn phải gội đầu trước khi tẩy, có nghĩa là những cái tóc nào dầu nhiều quá các bạn gội nhẹ, gội tóc thôi chứ không phải là gội da đầu, các bạn hiểu không? Gội tóc có nghĩa là mình dò lên cái tóc thôi, không có chà ma sát lên da đầu, không có cào da đầu. Các bạn hình dung được không? Sau đó chúng ta sẽ đi tẩy. Thì mình mới đạt được cái kết quả tối ưu nhất, sáng nhất. Các bạn tẩy hay gặp là lớp trong hay bị sáng hơn, vì các bạn đắp lớp trong lúc nào cũng nhiều. Mà thuốc mới các bạn đã bôi lớp trong, cái thuốc đã yếu đi rồi, để ở ngoài oxy quá lâu rồi, thì nó sẽ bị giảm nồng độ thuốc đi. Nên hai lớp hai bên hoặc là lớp trên các bạn phải pha thuốc mới giùm Hùng. Thì Hùng nghe được thông tin rò rỉ cái hãng Shot này đã về cảng, nhưng mà chưa lấy hàng ra cả nhà ơi. Đã về cảng, chuẩn bị lấy hàng ra cả nhà ơi. Cái đó Hùng nghe cái công ty của Esta nói, công ty Lâm Minh Phong. Hai vợ chồng làm. Ông chồng thì hãng Suki, vợ thì làm hãng Shot. Hai vợ chồng đấu đá luôn. Chồng tên là Lâm Minh Phong, vợ tên là Phan Nhung. Ở đây thì Hùng sẽ sử dụng hãng nhuộm của Shot nha nha. Hãng nhuộm của Shot nha nha. Khi các bạn tẩy tóc, các bạn nên sử dụng cái miếng che mặt. Cái miếng che mặt này nhiều bạn hỏi Hùng mua ở đâu. Thưa các bạn rằng miếng che mặt này các bạn mua, Hùng mua ở chợ Kim Biên. Nó có hai loại nha cả nhà. Loại thứ nhất là miếng keo nó bự, các bạn dán nó dính chặt hơn. Các bạn đừng mua miếng keo nhỏ, mỏng nhỏ nha. Có nghĩa là cái trên cái miếng đó có một cái lớp keo, nó bạn khoảng 1 cm. Còn có loại dởm á, nó sẽ bán 0.3 cm thôi, là nó mỏng lắm, dán vô cái lá tuột hết à. Thì các bạn nên mua cái miếng dán này loại hiện. Các bạn nói là miếng dán loại hiện nha. Thì dán nó sẽ chặt hơn. Thì khi chúng ta làm quá chất, nó sẽ hạn chế cây mắt nè, hạn chế là thuốc rơi vào mặt, rơi vào mắt. Cái nào nữa? Cái nào nữa?
Bây giờ Hùng đã xong hoàn thành cái bước cơ bản giặt đồ. Bây giờ mình sẽ bôi theo cổ điển, đắp lại từ từ từng lớp. Đắp gần sát chân nha cả nhà, không vào da đầu. Đắp gần sát chân. Hồi sáng mới đăng lên cái clip HTV phỏng vấn nhưng mà đăng lên bị vi phạm bản quyền, xóa luôn. HTV phỏng vấn Hùng nhưng mà bên HTV nó có nhạc á cả nhà. Nhạc của bên HTV thì vi phạm bản quyền thôi, Hùng sợ quá Hùng xóa luôn. Khỏi đăng gì đó. Không có nhạc viết gì, mốt không đăng nhạc viết gì đây. Nhạc nếu mà Hùng đăng nhạc của Kinai Movert Kinai thì được, tại vì mình có mua bản quyền rồi. Rồi sau khi mình đắp đó, các bạn thấy đắp lại không, đắp cái chân lại thôi. Khi tẩy tóc các bạn nên cho cái chân sáng hơn. Vì sao? Vì sao nhiều bạn nhợm màu khói hay bị vàng chân? Lý do là các bạn tẩy cái phần chân chưa đủ cấp độ. Khi nhợm tông lạnh, nền tóc phải sáng hơn màu mong muốn 2-3 level. 2-3 cấp độ. Có nghĩa, ví dụ các bạn muốn nhợm màu 811, các bạn phải tẩy lên nền 10 hoặc nền 11. Các bạn hình dung được chưa? Có hình dung được chưa? Hình dung được chưa? Đó. Trước khi nhuộm thì Hùng đã tư vấn khách hàng: em ơi, nếu em tẩy sát da đầu á rất là rát, và có thể xảy ra những trường hợp phồng dợp đỏ da, như vậy em có muốn tẩy sát da đầu không? Khách hàng bảo rằng: anh cứ chơi đi, anh cứ chơi đi, thì Hùng mới dám chơi sát da đầu cả nhà. Còn bình thường thì Hùng cứ tẩy cách vậy thôi. Một lát thuốc nó xì vô là được. Thì sau khi tẩy xong, các bạn hạn chế sử dụng màu. Nhiều bạn hỏi Hùng: anh Hùng ơi, sao em tẩy xong mà em dùng oxy-6 em nhợm nó rác quá vậy? Trời đất cơ, đã tẩy xong mà các bạn còn dùng oxy-6 các bạn nhợm nữa. Sau khi tẩy xong, các bạn chỉ được sử dụng oxy-3% trở về, tương đương với 10V lum. Bây giờ Hùng sẽ nói sơ về chức năng của oxy nè. Chức năng của oxy là mở biểu bì, dẫn các hạt màu vào trong bên, vào sâu bên trong sợi tóc ha. Oxy chức năng nó nâng sáng được tối đa một level nếu dùng oxy bôi lên tóc màu đen. Các bạn hình dung được không? Đó, oxy 3% chức năng là gì? Nhậm dùng để áp màu, có nghĩa là sau khi tẩy xong, sau khi nâng nền. Chờ chút luôn nói lại oxy, bây giờ Hùng nói lại cái tóc này. Cái tóc này á Hùng mới tẩy nhưng mà chưa đạt yêu cầu, phần thân và phần ngọn nó bị tối hơn vì tóc này lúc trước nhuộm màu đồng đó, các bạn thấy không? Nên Hùng sẽ để ẩm, tẩy nhẹ một lần nữa. Để ẩm luôn, không sấy khô, không sấy khô nha cả nhà. Không sấy khô. Rồi, sau khi tẩy xong thì Hùng sẽ làm highlight trên tóc ẩm luôn. Bôi mỏng thôi. Dùng thuốc tẩy, lúc này mình chỉ dùng bột tẩy free ammoniac, chứ bạn chỉ cần đăng lên diễn đàn hoặc hỏi chia sẻ nhà tạo mẫu tóc, hoặc là hỏi này hỏi kia, hỏi là cả nhà ơi có ai bán bột tẩy free ammoniac không, chỉ cần đăng lên câu đó là những người sale tự động sẽ trả lời cho các bạn và tự động họ sẽ đưa bảng giá các bạn, hiểu không? Bây giờ mạng xã hội phổ biến rồi, mình chỉ cần đăng cái hình ảnh cái thuốc đó lên thôi. Đó, Hùng làm like. Hùng chỉ làm like lớp off và lớp trên thôi cả nhà. Lớp trong Hùng không làm. Bây giờ mình hạn chế làm like hết đầu đi, tại vì sao? Sau khi mình like hết đầu rồi á, sau này mình nhợm mới cực. Mình làm gì cũng cực.
thật sự luôn, thật sự mà nói luôn, trừ khi những khách hàng nào mà chỉ nhộm thôi á thì ok, ok. Rồi hôm quay trở lại cái phần oxy, còn cái phần này các bạn cứ xem đi. Oxy 3 phần chức năng là gì? Áp màu, nhậm hạ màu và cũng nâng tông. Nếu các bạn cộng với những màu sáng chẳng hạn như 3 số 0 hoặc là những màu nâng tông 12.11.11.0, 12.0 ví dụ vậy ha, nó có thể nâng tông, hoặc là cộng với thuốc tẩy vẫn nâng tông, nhưng các bạn cộng với những màu level 6 trở về thì nó sẽ hạ tông. Hình dung được chưa? Oxy 6 cũng giống oxy 3 nhưng mà mạnh hơn oxy 3. Oxy 6 thì không dùng cho sau khi tẩy xong mình áp màu vào ha, rất là rác. Ha, các bạn cứ lưu ý sau khi tẩy xong nên chỉ dùng oxy 3 cộng với thuốc nhuộm để nhuộm oxy 3 trở về. Trên thị trường nó có rất nhiều oxy. Bây giờ Hùng sẽ pha hai chén, chén 1 và chén 2, các bạn bấm đứng lại coi cái hình nãy nha. Bây giờ khách yêu cầu là nhuộm phần chân tối hơn thì nên Hùng sẽ gì? Pha cái chén đầu tiên là 511 với 5, 611 với 5.0 cộng oxy 3 cộng mít tím bôi vào phần chân trước. Sau đó cái chén thứ hai Hùng pha 811 với 020 có nghĩa là mít tím. Sau đó chúng ta nhuộm bằng thân và phần ngọn. Sau đó chúng ta nhuộm bằng thân và phần ngọn. Hôm nay là 25 là Giáng sinh, ngày qua cũng là Giáng sinh, hôm nay cũng là Giáng sinh. Nhưng ngày qua ngày 9 là ngày Giáng sinh. Qua cả nhà có đi đâu chơi không? Không. Nhà bên khi đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm tặng kết đến chỉ biết mà thôi. Trên tay anh chỉ cầm một đó hoa, đứng trước cửa nhà em chỉ giờ và ngó qua. Bài đang hot cả nhà, rap hoa bằng lăng. Đây là dùng camera đứng im nha cả nhà. Camera đứng im. Sau khi bôi phần chân thì chúng ta vuốt cho nó lem lem lem, nhưng đừng có bị ngấn. Cả nhà hình dung được không? Dùng cái lược chải hoặc là dùng cái tay luốt vuốt luốt cho nó so le á, đừng có để nguyên cái hình ngang. Để nguyên hình ngang còn đẹp nè. Xấu lắm ạ. Thì sau khi xôi bôi xong phần chân thì chúng ta sẽ tiến hành bôi phần ngọn, phần thân. Thì trước khi tẩy tóc, Hùng sẽ tư vấn với khách hàng là sau khi tẩy tóc rồi, tóc mình sẽ không uống được nhé, chỉ uống giả thôi. Nhiều bạn, trời ơi, cơ mình nói là trời anh ơi, anh tẩy xong anh uống luôn hả? Các bạn ơi, tóc tẩy rồi mình không uống được nha các bạn. Đã tẩy lên level 11, 12. Các bạn thì xem quảng cáo người ta tẩy lên thì xong người ta uống sitin, uống về vài bữa cũng banh à, vài bữa nó cũng thẳng à. Trừ khi tóc tự nhiên tẩy lên level 8, level 9 thì uống thì bình thường, được. Còn tẩy lên level 10, 11, 11 thì sao mà uống được. Trên tay anh chỉ cầm một đó qua, đứng trước cửa nhà em chỉ dòm và ngó qua. Nhiều bạn nói hả, anh ơi sao không kết bạn với em. Thật sự là Hùng rất muốn kết bạn. Nếu mà Facebook nó cho Hùng kết bạn 10.000 bạn thì Hùng cũng kết bạn. Hùng nó cho có 5.000 bạn nhưng mà Hùng full hết rồi. Bây giờ bỏ người này, quỷ người này, quỷ người kia mất công. Sợ mấy người bạn kia cũng nói.
Hiện tại fanpage Đông Tinh Hair Salon của Hùng bên Facebook đã đạt lên 105.000 người follow cả nhà ơi. Vui quá cả nhà ơi. Thì sau khi tẩy xong thì Hùng để mái tóc này khoảng là 20 phút. Sau khi nhuộm xong chứ. Đây, chúng ta đã hoàn thành cái mẫu nhuộm chân tối gọn sáng. Sản phẩm dùng là sản phẩm của Shock Italy. Mấy phần like thì khi mình xả mình chà vô thôi nha, giống như cái clip trước nha. Đã quá, nhìn đã quá mấy công like. Đã quá. Đó mấy công like. Còn chân thì tối hơn, nhiều khách thích vậy đó. Thì mình cho, ví dụ khách nào mà tóc dài hơn thì mình kéo xuống sâu hơn. Vì tóc này ngắn nên mình nhộm chân miếng thôi. Đó, mình uống giả tạo kiểu cho khách, để khách về người ta đi đâu đi tiệc ta uống giả giống vậy cho nó đẹp. Cho nó đẹp. Hùng cm, Hùng 17 cm. Độ dài 60 giây, chào tất cả cả nhà nha. Xem xong nhớ like, share, comment. Đừng nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất của Hùng nha. Bye bye.